Liên tiếp trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, mưa đá và lốc xoáy đã xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, trường học cũng như hoa màu của nhân dân. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua tổng hợp nhanh, mưa đá và lốc xoáy đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó thiệt hại nặng nhất là ở thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương và huyện Đà Oai. Tại thành phố Đà Lạt, mưa đá đã làm tốc mái, sập đổ nhiều nhà kính, nhà lưới, làm hư hỏng hàng chục hecta trồng rau của nông dân phường 7, phường 8 và phường 11. Huyện Đơn Dương có 69 căn nhà bị tốc mái, hơn 9 hecta nhà kính, nhà lưới bị thiệt hại. Hầu hết các khu vực sản xuất nông nghiệp ở xã Ca Đơn và thị trấn Thành Mỹ đều bị ảnh hưởng bởi mưa đá và lốc xoáy, với tổng diện tích khoảng 300 hecta. Riêng tại huyện Đà Oai, mưa lớn và lốc xoáy đã làm tốc mái 159 căn nhà cùng 4 điểm trường, trong đó có 79 căn bị tốc mái hoàn toàn. Khi có thông tin dự báo khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các thông báo để cảnh báo cho các địa phương, các ban ngành về tình hình thời tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cái việc thông báo cho các địa phương cũng rất là kịp thời. Tuy nhiên, khi thiên tai xảy ra, thì các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng như là Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của các địa phương đã rất là tích cực triển khai các phương án bốn tại chỗ để giúp dân thu hồi lại những cái vật liệu nhà cửa mà bị lốc xoáy. Các lực lượng quân sự, dân quân du kích đã cùng phối hợp giúp dân để khắc phục những cái thiên tai đã xảy ra trên địa bàn của chính mình. Sau đó thì hệ thống chính trị đã cùng với là ban dân các địa phương thì sẽ rà soát, tổng hợp, thống kê những cái thiệt hại do thiên tai gây ra và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sáng hôm nay thì Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng đã cũng có một cái thông tin tiếp theo về cũng cảnh báo thời tiết nguy hiểm cũng có thể tiếp tục xảy ra trong 48 đến 72 giờ sắp tới trên địa bàn tỉnh mình.